Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một trang có tên là Continuum One. Thì chương trình này góp này trước kia mình đã có hướng dẫn cho các bạn chatbot rồi đó các bạn. Thì dự án này mình sẽ tiếp tục là mình khai báo lên phong để mình nhận tập cần NFT giới hạn nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video mở lên phong các bạn. Video đầu tiên các bạn xoan vào kênh Telegram nè. Con này nó chạy trên nền tảng của mạng Polygon Matic nha các bạn. Rồi các bạn bấm sao xong sao nè các bạn. Sau khi join vào xong thì các bạn để mình coi lại các bạn, mình join chưa các bạn. Rồi các bạn bấm vào AM Adbot nè các bạn. Rồi tất cả các bạn join sao các bạn. Sau đó thì các bạn bắt đập lên. Các bạn vô đây các bạn follow Twitter nè. Xin tạo Twitter nữa, bạn theo dõi các bạn. Sau đó các bạn mới đắp lên. Các bạn vào đây các bạn retweet bài viết nha các bạn. Các bạn like nè, các bạn retweet, mình đã retweet rồi các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên. Sorry các bạn, giờ các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Để mình hoàn tất thế lại đi các bạn. Rồi các bạn chắc chắn như tao quýt nha tất cả các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè. Các bạn tao quýt lên nè. Sau đó thì các bạn bắt đắp lên nè. Rồi tiếp tục các bạn join kênh Discord nữa nè. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mời nha tất cả các bạn. Rồi trên Discord thì các bạn bấm vào mục vô tay các bạn. Ê, vô tay nè. Cho nó không hiện gì ta. Không được thì các bạn bấm vào mục thông thông báo nữa các bạn. Ok, các bạn bấm vào theo dõi nè. Quỳ bỏ đi. Này về DeFi hay ta. Này gì nhắc cho đây thôi. Rồi bấm bấm vào một chữ tay các bạn. Sao mà mình không được trò chuyện trong nhóm này ta. Tool. Đâu mà bấm vào một chìa khóa này thưa các bạn. Rồi các bạn bấm vào một chìa khóa các bạn. Bấm vào một roulette nè. Verify. Sao không được ta? Nếu hãy theo dõi thì những cập nhật mới nhất từ kênh này thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chọn các bạn theo dõi quyền cho kênh này. Mà không được ta, theo dõi không được, gắn lá cờ kìa. Nhớ phải đi phải. Đâu mà bấm dành vô tay, sao nó không cho mình gửi tin nhắn vào kênh này ta. Mất tiền mục rồi. Tại Verify mục nào tại. Còn Discord này nè. Không phải. Rồi, để mình thoát ra vào lại các bạn. Sao mà nó không cho mình gửi thông báo kỹ ta. Pha. Nãy mình quên đọc điều khoản nữa các bạn ơi. Rồi, cái đó cái mục đó không quan trọng các bạn. Các bạn gì tham gia chấp nhận là mà được các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại cái username Telegram của tất cả các bạn nè. Thì bạn nhấn vào bảng ảnh cùng nè. Vào setting nè. Copy username Telegram mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại một cái Twitter của bạn. Có thể ba người bạn và tài khoản Twitter của bạn đây. Rồi các bạn điền lại username Twitter mình nha các bạn.
cộng WinVNNH9 nè các bạn. WinVNNH9. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với Polygon Matic các bạn, thì các bạn mở địa chỉ với, các bạn dùng địa chỉ ETH trên di chúc của các bạn hoặc là MetaMask các bạn. Rồi bạn backup địa chỉ với ETH của mình vào. Rồi bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi cái dòng tiếp theo thì các bạn để địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi sau đó các bạn gì gỡ, bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.